Cả Sài Gòn FC lẫn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhận thất bại ở vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020 và qua đó đánh mất lợi thế của mình trong cuộc đua ngôi vô địch. Với thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, họ đều thua BKMX Bình Dương và phải nhìn Viettel nắm vị trí đầu bảng. Trong khi đó, nhà đương kim Á quân để chính thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng tạo ra khoảng cách 8 điểm khi giải chỉ còn 4 vòng nữa sẽ hạ màn. Vậy nguyên nhân nào khiến hai đại diện Sài Thành đánh rơi phong độ ở chặng đường nước rút này? Sài Gòn FC có một khởi đầu V-League 2020 không thể hoàn hảo hơn khi bất bại liên tục 11 trận và bỏ xa nhóm bám đuổi có lúc lên tới 4 điểm. Thế nhưng, trận thua với tỷ số tối thiểu trên sân hàng đẫy trước Viettel ở vòng 12 đã khiến lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bị thu ngắn lại chỉ còn 1 điểm. Ở vòng 13, đội bóng áo lính bị BKMX Bình Dương đánh bại, nhưng Sài Gòn FC vẫn không thể tái lập khoảng cách khi để Than Quảng Ninh cầm hòa ngay trên sân nhà. Với cách biệt chỉ còn 2 điểm, đội bóng Sài Thành đã chính thức bị Viettel vượt qua ở vòng 2, giai đoạn 2 sau khi gục ngã trước BKMX Bình Dương, trong khi Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh ngay tại Thống Nhất. Trận thua của đội bóng tới từ thành phố mang tên Bác cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp tại V-League 2020. Thầy trò huấn luyện viên Trung Hae Seung từ một ứng cử viên vô địch có cú trượt dài và để Viettel tạo ra khoảng cách 8 điểm trên bảng xếp hạng. Có rất nhiều cách lý giải được chỉ ra cho sự tụt dốc này của hai đội bóng, nhưng nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất đó là sự bất ngờ của Sài Gòn FC đã bị bắt bài, còn Thành phố Hồ Chí Minh quá phụ thuộc vào công phượng. Câu lạc bộ Sài Gòn là đội bóng thay tướng đầu tiên tại V-League 2020 với sự ra đi của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc ngay sau vòng đấu đầu tiên. Với cương vị chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng, ông Vũ Tiến Thành đã biến Sài Gòn FC thành hiện tượng của giải vô địch quốc gia năm nay khi đánh bại hàng loạt những đối thủ sừng sỏ để leo lên ngôi đầu. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ dài Covid-19, Sài Gòn FC bị gắt vài thăng hoa, còn các đối thủ có rất nhiều thời gian để nghiên cứu đội bóng này. Thậm chí, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng phải thừa nhận trước trận đấu ở vòng 12 rằng họ đang bị bắt bài. Sài Gòn FC gây bất ngờ cho các đội vì các đội chưa hiểu, nhưng vào giai đoạn 2, tất cả các đội như Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel hay Hà Nội FC bắt đầu hiểu về Sài Gòn. Khi đối thủ đã hiểu mình rồi thì tính bất ngờ không còn, khi đó sẽ khó khăn hơn. Chúng tôi hiểu mình đang ở vị trí nào nên cố gắng phấn đấu từng trận một. Sài Gòn thực ra chúng ta cũng thể hiểu rằng là họ, nếu như Sài Gòn đặt ở một cái tâm thế rằng phải chơi áp đặt thì Sài Gòn không hoàn toàn là một đội bóng đã được hoàn thiện. Họ chơi với cái xu hướng đá phản công ấy, thường ấy là hiệu quả hơn. Còn khi mà đá áp đặt ấy thì bộc lộ rất là nhiều vấn đề. Và khi mà Sài Gòn chơi áp đặt ấy thì cũng là lúc mà những đội bóng chơi phản công với họ ấy có rất nhiều cơ hội. Vì hôm đấy là tính hôm đấy thực ra đá có những cái đường của họ cũng rất là hay, và ngày hôm qua với câu lạc bộ Bình Dương thì thể hiện rất là nhiều những cái quả phản công của Bình Dương thì cơ bản Sài Gòn cũng chống đỡ được. Còn với Thành phố Hồ Chí Minh, những trận họ chơi thăng hoa nhất ở mùa giải năm nay là những trận đấu công phượng có mặt ở trên sân. Đến nay họ đã có 20 điểm trong tay, nhưng cá nhân chân sút người Nghệ An đã đóng góp vào 12 điểm trong số đó. Thống kê cho thấy trong 5 trận công phượng ghi bàn thì Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng tới 4 trận. Trong những mùa giải đã qua, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng chi tiêu mạnh nhất trên thị trường chuyển nhượng khi đem về sân Thống Nhất hàng loạt những tân binh chất lượng bên cạnh huấn luyện viên xuất sắc nhất V-League 2019 Trung Hae Seung. Tuy nhiên, vấn đề chiều sâu đội hình của đội bóng này lại bị đặt dấu hỏi lớn, bởi dù đem về rất nhiều hào thủ nhưng thầy trò huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn không có được thành tích tốt trên sân. Trong trận đấu với Viettel trên sân Thống Nhất vừa qua, cặp đôi ngoại binh người Costa Rica đã không thể hiện được điều gì, còn các nội binh phải thi đấu chấp vá và không có sự ăn ý cần thiết. Với tôi thì đây là một sự thất vọng lớn. Đến lúc này có thể khẳng định như vậy chứ không hoài nghi nữa rồi. Và tôi cho rằng những cái gì sa sút gần đây của Trương Duy Bình ấy thì nó cũng nằm ở bộ đôi này. Hai cầu thủ thì cũng chỉ là con số ít trong đội bóng thôi. Tuy nhiên phải nói thế này, trong cái quãng nghỉ thì Thành phố Hồ Chí Minh có tung thông tin là họ có hai ngoại binh bom tấn, thành ra là tự nhiên họ lại gây sức ép cho mình, trong khi các ngoại binh thì lại không đạt được như kỳ vọng. Và cũng bởi thế mà đâu đó trong đội thì anh em cũng có những cái niềm tin, có những cái hy vọng. Chứ còn nếu mà ngay từ đầu xác định là không có ai cả, chúng ta chỉ có thế thôi, thầy Trung quay lại và cùng nhau gọi là nghiến răng mà đá thì nó rất là khác. Thế thì hai ông ngoại binh đến nhiều lúc là như những người thừa trên sân ấy. Trận đấu hôm qua là thực ra có thời điểm mà ngoại binh rời sân rồi thì cảm giác Thành phố Hồ Chí Minh chơi còn thanh thoát hơn. Chứ còn hai anh chàng này thì rõ ràng là vừa là không bắt nhịp mà tôi cho rằng năng lực có thể cũng mức độ thôi. Bên cạnh đó thì khi mà các ngoại binh trên hàng công không đạt được kỳ vọng thì việc công phượng vắng mặt thật sự là tai hại. Bởi vì công phượng nó vai trò rất là quan trọng. Anh ấy kết nối và bây giờ thì anh ấy đang đạt thành cái đội 9. Công phượng đóng góp rất là nhiều. Anh ấy chơi ở vị trí nào trên hàng công cũng được. Phải nói những năm tháng khó khăn là rèn luyện cho công phượng nhiều. Và đến bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh là đội tận dụng được những cái tốt nhất của công phượng trong thời điểm này. Đáng tiếc là Phượng lại vắng mặt và chắc là vắng đến hết mùa giải. Thì tôi cho rằng là với Thành phố Hồ Chí Minh đến lúc này có thể nói họ đã phải rời cuộc đua vô địch rồi. Chặng đường sắp tới còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc, và về lý thuyết cả hai đội vẫn còn nguyên cơ hội đăng quang. Dù vậy, để lên ngôi ở mùa giải,
sẽ không còn cơ hội cho bất cứ sai lầm nào nữa. Ở vòng đấu tiếp theo, cả hai đội sẽ đối đầu nhau trong trận derby Sài Thành. Thua thêm một trận, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức nói lời chia tay với cuộc đua vô địch, trong khi Sài Gòn FC cũng không được phép xảy ra nữa.